Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức mới. Quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Vợ trong bệnh viện sắp mất, người đàn ông run rẩy, mắt ướt lệ được cảnh sát giao thông đặc cách tại chốt kiểm dịch. Giờ tôi vô bệnh viện gia đình thăm bà xã sắp mất rồi, giọng ông nghẹn ngào, rưng rưng. Sáng ngày 15 tháng 8, tại chốt kiểm soát dịch quận Bình Thạnh trên đường Phan Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù trong tình trạng đông đúc ùn tắc vì quá nhiều phương tiện giao thông, nhưng đôi bàn tay run rẩy, gương mặt ướt lệ của một người đàn ông đã nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt. Hình ảnh mái tóc điểm bạc, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi lo lắng, luống cuống tì tay lên yên xe, cố viết giấy tờ thật nhanh của ông khiến nhiều người quan tâm. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ông là Huỳnh Kim S, 60 tuổi, sống tại quận 5, đang trên đường đến gặp vợ ở bệnh viện. Trong đoạn clip được chia sẻ, khi có người hỏi thăm, giọng ông S nghẹn lại. Giờ tôi vô bệnh viện gia định, thăm bà xã sắp mất rồi. Ông cho biết thêm, người vợ mắc bệnh gan và bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Bà bệnh gan, bệnh giết rồi, phải mua thuốc trên mạng. Vừa mua xong là người ta vừa gửi tới, chưa uống là không chịu nổi, đưa vô bệnh viện chiều hôm qua, không có nhận. Nhỏ cháu ngồi ở trong, báo mẹ sắp mất rồi. Vừa nói, ông vừa cố giữ bình tĩnh lại, cầm chặt bút, cố điền nốt giấy tờ. Ngay khi biết được trường hợp đặc biệt này, cảnh sát giao thông tại chốt kiểm dịch đã tìm cách giúp đỡ, đồng ý cho ông S không cần khai báo nữa, có thể nhanh chóng lưu thông tới viện. Trước khi đi, cảnh sát giao thông dặn ông có thể trình bày lý do khi bị giữ lại ở các chốt tiếp theo, cố gắng tới nơi nhanh nhất có thể. Nhìn theo dáng người gầy gò trên chiếc xe máy đã cũ lướt đi, không ít người bần thần, ngậm ngùi nhìn theo. Có lẽ trong giây phút ấy, sự vội vã của bản thân đều ngừng lại, chỉ cầu mong ông sẽ kịp đoàn tụ với bà xã lần cuối. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.